xin thay mặt cho công ty dây sợi Đồng Á Châu và nay là công ty cổ phần Asia Dragon xin được chào đón tất cả khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, gia đình, đồng nghiệp và tất cả anh chị em IDC đâu. Vâng, thì cũng như mọi năm, cứ đến ngày 31 tháng 10 thì công ty Rồng Á Châu sẽ tổ chức một buổi sinh nhật để cảm ơn và tri ân tất cả đối tác, khách hàng gần xa trên năm châu, cũng như là để cảm ơn sự nỗ lực, sự cố gắng, sự hy sinh và rất là nhiều mồ hôi và nỗi buồn của tất cả các anh chị em nhân viên IDC. Và cứ mỗi một năm sinh nhật thì luôn luôn phải hòa kiếm cớ để xin lỗi mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn đối tác, cảm ơn nhà cung cấp, cảm ơn tất cả các anh chị đã dành 3 ngày để vào Sài Gòn và đến đây tham dự thật là đông đủ với Việt Hòa, với IDC. Xin mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, cảm thấy ấm áp và cảm thấy gần gũi hơn đối với Rồng Á Châu, cũng như sắp tới chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp gỡ, để làm quen và để ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả quan khách. Em xin tự giới thiệu, em là Phúc, là đại diện cho nhà phân phối Nghĩa Thái. Cái sản phẩm IDC cũng được nhiều người biết đến rồi, nên là em cũng cảm thấy rất vui và rất cảm ơn cả mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, kính chào quý quan khách. Em tên là Vũ, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hưng. Công ty IDC đã đồng hành cùng các nhà phân phối đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá cả bình ổn nhất, chất lượng nhất, và hy vọng sau này sản phẩm sẽ đến tay được nhiều người hơn. Và hy vọng người Việt mình nhận được chất lượng và sản phẩm giá trị cao nhất và hiệu quả nhất. Và kính chúc quý quan khách một buổi tối vui chơi cùng công ty IDC thân mật và vui vẻ. Chúc cả gia đình mình hạnh phúc. Cảm ơn. Xin chào tất cả các anh chị. Mình là Hảo, là phó tổng giám đốc ở KPMG. KPMG đã rất là hân hạnh được đồng hành cùng với lại IDC trong quá trình trưởng thành từ 12 tuổi thành cô gái 16 tuổi, tiếp tục phát triển IDC ngày càng phát triển một cách bền vững và lớn mạnh hơn.